lại với mấy cái series về GTA mod thú vị đó bạn. Và tại sao mình làm nhiều như thế thì tại còn quá nhiều mod bạn chưa biết, có thể thôi nhé, có thể với bạn chưa biết thôi. Và giống như cái mod ngày hôm nay liệu bạn biết chưa ta, mình cũng chả biết nữa. Và GTA đã gia nhập NASA rồi bạn. Ôi 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 ôi, tao giờ làm ăn lương thiện rồi, đừng đánh nhau nữa mày ơi. Bạn mấy chiếc xe là băng đảng của nó mà. Đi đi đi, chửi nó coi, cho tao mượn ha. Ok, mình sẽ qua chỗ nào trống bạn, mình sẽ qua cái trụ sở của NASA các bạn. Đi khá là lâu tại mình hết cái mod bay rồi bạn ơi. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Nói gì mình bạn ơi. Thôi nhưng mà mình đang làm nhiệm vụ cho NASA nên mình sẽ không đụng bạn. Sao đã già được nhỉ? Sao có thể vào được nha? Sao đó bạn ơi, mình có cách để vào đó bạn. Cho mượn xe cái coi. Thấy cái này nó lùn quá mạng, có thể để mình thử rồi, mình thử rồi. Không, rồi nhảy lên này bạn. Rồi xong rồi. Ấy, qua được. Trời ơi, quy quốc cực bạn ơi. À, đây là chỗ của NASA nè các bạn. Sẽ kiếm chỗ này khá là trống luôn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ phi vụ lên mặt trăng bạn. Đấy, trời ơi, ngầu luôn các bạn. Thấy trời. Và nó không cho mình ra các bạn, đếm thôi, đếm số thôi các bạn. Ra tôi coi cho bạn xem ha. Nó chết mẹ, nó lao rồi. Ôi. Ôi 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 ôi. Quay trở lại đây, đã lên, một khi đã lên cái đó là mấy bạn sẽ không được nhảy xuống nha bạn. Nhảy xuống là chỉ có SML thôi các bạn. Sao giờ chắc lắm bạn. À, một là lên, hai là chết thôi các bạn. Đó, chịu vậy đó. Trong game thôi nha. Ok các bạn, quá ngầu luôn các bạn ơi. Đấy, mình sẽ có một vài cái camera các bạn. Camera kia đâu nha. Đây nè, sẽ phóng nào, đây là dưới cái gì các bạn. Đây, đó. Bạn có thể thấy cái thanh ở bên bản đồ nè các bạn, nó sẽ đi ra ngoài luôn các bạn. Nó sẽ mất cái thanh luôn, coi như nó phá hỏng cái thanh đó các bạn. Phải lên. Rồi mình sẽ ra ngoài không gian nha các bạn. Chuyến hành trình này khá là dài luôn các bạn ơi. Đó, nó nhảy lên rồi kìa, nhảy lên rồi kìa. Phải thiệt. Ok, mình đã ra ngoài không gian rồi nha các bạn. Quá dữ luôn bạn. Giờ sau đây giờ nó sẽ tách ra hết ta. Sao không nhìn được chiếc máy bay nha. Không nhìn được cái kia nha. Đó, bạn, đó nó sẽ mở đó ra các bạn. Rồi gì nữa? Máy bay đâu? Sao đấy, đợi mà nó. Đó, thật sự là bản đồ không còn nữa bạn ơi. Mình đang đâu mà cũng chả biết luôn mà. Mình đã ra ngoài không gian rồi. Thôi bạn, nhưng mà giờ là mình ở trong thành phố luôn các bạn ơi. Mình sẽ chọc ở trong thành phố luôn. Đó, nó bắn lên, chơi trong thành phố luôn các bạn. Con ngựa nó. Cây cú thật sự nha. Nó bay éo ra rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ nã mình nó vỡ cái thanh này, mình sẽ nhảy xuống thử coi bạn sao hả. Mình phải chỉnh được mày nhảy xong. Ở mấy này cũng được luôn mà. Ok, mình sẽ thử nhảy xuống nha bạn. Đây cho nhảy nha bạn, mình ứng 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 mà cho nhảy nha bạn ơi. Rồi xong, ra ngoài gì rồi. Mình vẫn không điều khiển được cái quái quỷ này. Mình sẽ trong lúc mà nó đếm á, mình sẽ thử mình nhảy xuống để cho nó bay lên trời mình nhìn ngắm bạn. Đây phải ứng lẹ ứng lẹ ứng lẹ ứng lẹ ứng lẹ ứng lẹ 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 ao 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 ao, đúng rồi đúng rồi, ao rồi các bạn. Còn mình chỉ còn xích 6 4 3 2 1, chạy chạy chạy. Nó nó mẹ chết luôn, không kịp bạn. Đấy bạn nè, đó thấy không, nó bay lên mà má mình nhìn éo được bạn ơi. Mình đứng xa ra rồi bạn. Nó đâu nha, nó không được nhấn. Mẹ chán thiệt. Đâu rồi? Lại nha, lại lại. Ê, nó nè, nó trời ơi, không nhìn được bạn. Bị chinh thần chim chim ngưỡng. Ừ đúng rồi. Với lại mình cũng mod vài cái mới vô nè các bạn, như là lá cọ hay là vài thứ đó bạn, có thể nhìn thấy khá là đẹp luôn nha các bạn. Chút nữa mình sẽ về cho bên nhà CJ cho các bạn xem.
Hay về về luôn nha, về về rồi phóng lại tại cái nhà của nó luôn bạn. Nhà của nó kiểu như là cứ điểm căn cứ của NASA vậy. Chắc vậy. Chạy hộ tao cái. Nè về nhà rồi đó bạn. Đù, cực kỳ đẹp luôn nha bạn. Đấy, nó sẽ có một cái cây nhiều cây hổ, nhớ có cây cổ thụ mà ta. Ê, lẹ, ao lẹ. Mẹ, 7 rồi, chết bà, 5, 4, nó cũng vậy chắc vậy các bạn ơi. Nữa, có cái mod nào bất tử không? Vãi cực thiệt. Má, con nhỏ kia chạy ra kìa các bạn. Hướng CJ bên đây hả? Đâu, mình chạy ra mình coi có không ta. Héo bạn, nó thấy. Cái gì chơi cũng nạn nha. Vẫn là NASA của chúng ta. Thanh niên NASA chỉ cử mình là làm mấy cái test tên lửa thôi bạn, mà bay mà out game luôn bạn, quả là không thành công thôi bạn. Okay. Bạn nào mà cứ nghĩ mình cứ làm mấy cái này riết gì đó thì mình cũng ngán lắm chứ bộ, nhưng mà mod thú vị quá bạn, mình muốn mua cho các bạn xem chứ, đúng không? Và tập sau có vẻ là không làm mấy mod nữa bạn. Mình sẽ là một series sinh tồn thật sự luôn bạn ơi. Ok, mấy bạn sẽ chờ series sinh tồn đó nha. Và hẹn gặp lại mấy bạn vào series sinh tồn tiếp theo. Ê khoan. Gì vậy? Đi lên tao không? Chết. Ây ơ, ấn lộn. Mình sẽ đứng trong đây các bạn, mình sẽ đứng trong đây luôn nha. Mình sẽ đứng trong đây luôn, nếu chết thì thôi. Chết thiệt luôn kìa, đi.